Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho anh em tham gia chương trình này góp từ tục cần từ một dự án dot DeFi coi con này ra qua nghe các anh em, ra hai nó đã phân phối kìa. Thì hôm thấy giá sụp của mình không làm cho tất cả anh em, nay giá lên mười mấy đô cho một dot tất cả anh em. Nay để tham gia dự án bằng link phần link mô tả, bấm nút start để search bot. Mình thấy nó nằm trên nguồn ngày web 6 mình làm luôn tất cả anh em. Hy vọng đừng sợ cam anh em. Hiện tại một dot DeFi lên là 43 đô. Để mọi người biết cái em. Anh em bấm vào continue nha. Rồi tất cả anh em qua một cái con đó DeFi Go 2 mình có tiếc tất cả anh em ơi. KXF. Này nó có Go 3 thì mình làm luôn tất cả anh em. Mình thấy nó trên nguồn ai gấp 6. Rồi mình làm luôn. Rồi tất cả anh em gỡ. Rồi đầu tiên anh em join vào con trailer của nó. Rồi anh em join vào tới anh em cái qua đó nè. Hay đó ngày 10 tháng 10. Con này phong phối vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 với tới anh em. Thôi kệ đi. Làm nào về về rồi anh em bấm don. Tất cả anh em vô nào. Rồi anh em bắt up lên nè. Rồi anh em bấm nhảy vạch cũng bấm đoan tiếp nha các anh em. Rồi nhiệm vụ tất cả anh em chỉ việc bắt địa chỉ ERC 10 với chút wallet mang theo in tôi cần nha các anh em. MetaMask. Tất cả anh em không được dùng với chain với sàn nào đâu. Cái này nhiệm vụ khá là đơn giản các anh em. Thôi anh em chờ lấy chút cái gì chút xíu nè. Rồi anh em lướt xuống tìm địa chỉ ETH của mình nghe thấy nè, anh em bấm sao chép nè. Tôi cần này đã lấy lên Juni Swap anh em. Nó có cho giao dịch rồi. Nó cho mình swap rồi. Rồi anh em bắt vào, anh em gỡ. Tất cả anh em cố gắng chiến con này đi nghe tất cả anh em. Rồi anh em bấm vào một sao tiếp để kiểm tra để mình nhận được mấy đốt tất cả anh em. Từ gian này à, con này rút tiền vào ngày 10 tháng 12 năm 2020 tất cả anh em ơi. Con này khi tham gia tất cả anh em nhận được 2 dot DeFi nha tất cả anh em. Giá hiện tại khoảng 8 mấy đô thôi gì ta. Dạ 86 đô. Vậy video mình ở đây kết thúc nha tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.